Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nhé. Hôm nay tiếp tục về mặt kính đồng hồ cho anh em chơi đêm thái đây. Thì giá coi con này nó xe dịch hoài mệt quá anh em ơi. Thì giá cũ 400 thì nó lại xuống 380, sau nó xuống rồi 360, hôm nay nó lại lên 365. Thì em cũng cảm thấy rất là mệt mỏi với nó, nhưng mà thực sự với anh em cái này không bán là không được. Tại vì anh em mua rất là nhiều luôn, mà bây giờ không bán là anh em không có cái để anh em mua. Thì nói thẳng với anh em như vậy ra, cái sản phẩm này thì nó cũng rất là hot luôn. Thì đây, hôm nay mở cho anh em coi này. Đây là mặt kính đồng hồ của The Rin Thái nha anh em nha. Hôm nay em chơi hàng nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về, không qua Honda Việt Nam luôn, cho nên nó có một tem thôi. Nhưng mà hàng một tem này là hàng một tem chuẩn này. Nó có là hàng một tem loại 1 nữa nha, anh em cẩn thận nha. Đấy, hàng một tem chuẩn là anh em thấy nó được gói trong cái bịch này này, là đúng này. Đấy, hai lớp hoặc là một lớp tùy, nhưng mà nó phải được gói ở trong cái chống sốc là đúng nha. Đó. Này thì đẹp khỏi bàn rồi anh em ha. Đó thì giá là 365.000 một cái nha anh em nha. Nay em về được chắc khoảng 200-300 cái gì đó, anh em nào mua tranh thủ lấy giúp em nha. Thì nói về cái mặt kính đồng hồ này thì Đạt khẳng định với anh em luôn, chất lượng là số 1 nha anh em nha. Bên mình bán là cam kết với anh em là đúng hàng đúng chuẩn nha anh em nha. Đấy, không phải nghĩ nhiều nha anh em. Anh em nhìn, anh em muốn biết cái chuẩn hay không, anh em cứ nhìn vào, thứ nhất là nhìn vào cái số mo và nhìn vào cái báo đèn pha giúp cho em. Là đây, đầu tiên là anh em nhìn này, là cái báo đèn pha là nó sẽ có cái màu xanh. Màu xanh của nó rất là lơ luôn. Đó, nên màu xanh của nó thì khá là lơ. Thứ hai á, là cái phần chữ N, chữ báo số 0 nè, thì nó cũng xanh một cái kiểu là xanh trong. Nó không phải là xanh mà xanh lè, xanh đậm như là những cái loại mặt lô nha. Còn về cái mặt bạc này thì anh em nhìn rất là dễ biết luôn. Cái chữ Honda này nó sẽ đều nha. Chỗ Honda này nó sẽ chạy đều này. Đây, chữ Honda này nó chạy đều này, em thấy chưa? Đó, nó chạy đều thăm thẳng tâm táp luôn và nó hẳn sâu dưới nha. Nó là dạng đúc nha anh em, chứ không phải là dạng nó vẽ lên mà nó là đúc ở phía dưới nha. Rất là đẹp. Đó, mặt kính thì trong veo rồi, khỏi phải nghĩ rồi. Đây, mặt kính trong veo luôn. Đó, anh em thấy chưa? Mặt kính là siêu trong veo cho anh em luôn, yên tâm nha. Không phải lo là bị vằn sọc gì. Và nếu như mà anh em muốn test thì thực sự luôn, cái này một cách test không có, nói chung là nếu mà để mà gọi là anh em muốn chắc chắn 100% á, anh em chỉ cần sử dụng xài khoảng đến 1 đến 2 tháng thôi là anh em biết được là cái mặt, nếu mà cái mặt lô anh em là xài 1 đến 2 tháng nó bắt đầu là nó bị ố, nó bị vàng cũng như là nó bị mục rồi. Nhưng mà riêng cái mặt zin anh em xài khoảng 2 năm luôn chưa có vấn đề gì hết, gần như là cái sơn này nếu mà anh em xài kỹ á, cái sơn này nó không có bong luôn, thực sự nha. Còn nếu mà hàng lô anh em xài chỉ khoảng 1 2 tháng thôi, cái này bong bay hết luôn, gặp nước này kia là bay hết. Và cái mặt trên này nó sẽ bị ố này, ố nó vàng khè cũng như là nó đục ngầu luôn. Còn riêng cái mặt zin anh em xài dù cả chục năm 20 năm luôn, nhưng chiếc rim thái bây giờ á, còn mà mặt zin á nó chỉ bị sọc dạng như bị đứt dăm thôi nha, không bao giờ có hiện tượng mà bị ố luôn, nhìn vẫn rất là rõ ràng nha. Nhưng mà những cái mặt mà hàng lô là anh em nhìn một thời gian á là nó sẽ bị tình trạng là nó ố và nó đục, giống như là có một lớp sương mù nó phủ ở phía trên mà không thấy cái gì hết nha. Đó thì một cái như thế này mức giá của nó là 365.000 một cái, thì theo mình thì mức giá này quá là hợp lý luôn. Đây anh em nhìn hàng zin này, những cái chỗ này là gần như không có chi tiết nhựa thừa luôn nha. Đây, những cái chỗ này là không có chi tiết nhựa thừa nào hết nha, rất là đẹp. Đó, những cái cạn góc cạn này kia, và đặc biệt nha anh em, thì cái mặt zin của nó là những cái bốn cái lỗ ốc này này là bắt là nó thẳng vào luôn, không bao giờ mà nó bị chặt choạc nha, không bao giờ nó bị hịt lỗ đâu. Còn những cái mặt lô nhiều lúc anh em bốn cái lỗ này vào nó không có khớp nha anh em nha, vào cái mặt nó bị hở, nó bị vô nước nha. Còn riêng mặt zin là lúc nào cũng khớp 100% hết nha. Thế anh em nào cần liên hệ với shop của Trần Đạt, số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.